không có để bên cung điện này. Em ơi đi nè em. Đi chuyến bay là ai hết rồi á, mình đang ở vẽ là nó đây B hả? Nó đây thằng B. Em đâu? Đây cổng B nè chị. Nhưng mà em đâu? Chỗ cái cổng B đi, em vô rồi á. Ơ, chị chưa vô. Chỗ này để ok được. Chị vào rồi nè, em đâu? À, một bạn ao rồi. Ê đi chỗ nào đông đông người nha, chứ không sợ lắm. Ý, có nhiều bạn quá hả, dễ thương quá. Ui nhiều người quá. Có nhiều bạn rất là bạn rồi đó. Gọi thêm mấy bạn. Hai bạn đã rời đi. Một bạn đã vào. Ừ, một bạn đã vào nữa. Một bạn, một bạn. Rồi thêm hai bạn. Quá, nhiều quá. Quý gặp ra giờ mình ơn nó tay được rồi nè. Ây da, sao cá của em lỡ rồi. Ơ, chị không thấy em. Ơ, đúng đó, mình văng đi nha. Ơ, chị thấy em, chị thấy em rồi, chị thấy em rồi. Thấy, 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 thấy thì em không bị văng game hơn đấy. Ờ, chị là ghế 8C. Em là ghế 11. 11 mấy? 11D. Đó. 11D. Mười một D của em đâu? Em thấy chưa? Em chưa. Nè, 11D của em nè. Đâu? Nè. Cái này là 11. À, 11C kế bên 11D luôn. Em nói với bạn nàng nhưng có te lắm hả? Mặt không có te nha. Chị ngồi rồi trở thành cao. Nó có mũi tên chỉ xuống mà. Tìm chỗ ngồi của bạn trước khi cất cánh. Ủa thì chị là ngồi phía bên ngoài ghê đó. Em ngồi không có ở ngoài, ước chị ngồi bên ngoài nha. Hôm nay vui quá. Chúng ta chuẩn bị phát hành đó mọi người. Một tiếng, năm cái động cơ. Ủa, lắc dữ dạ, quên cái cánh rồi. Trời ơi, đừng có chạy bạn, chạy. Không là giữ, gió bạn đi mất mạng á. Ừ, đúng rồi, đứng yên nha. Đó, ngồi lên, báo chưa tìm thấy chỗ mình luôn. Trời tối rồi. Hồi nãy chị đang chơi game, bận chơi game, không nhớ trời tối luôn rồi. Em cũng vậy á, chơi game cho cái má thì vui thiệt. Ủa, em đâu rồi? Em nè. Em mai đi nhỉ. Bây giờ mọi người có thể tự dặn ra do đâm chơi rồi. Game chơi thôi. Để coi nó ở ngoài trời nó xuống nhiều rồi. Có đẹp như một cảnh mình thấy gì hết. Nhưng mà có sao, đẹp lắm. Chị thấy cái cánh. Em thấy được cái cánh hay bài. Nhiều chỗ này chỗ này. Sao hướng vậy? Rồi. Ôi trời. Nó nói là hình như có một con quái vật ở đó đang xâm chiếm lên đây. Ôi trời, sao nó lại xâm chiếm lên đây được? Một con quái vật nào đó từ cửa. Từ cái cửa sổ máy bay á. Không gì vừa thấy vậy, vừa thấy đừng đi đúng tung. Ha, mình vào chỗ đi. Vào chỗ anh này không đó. Hay là mình đứng trên này. Mà chỗ nó có bắt được mình không? Đó, cái con gì đó. Chết rồi. Em nói luôn. Mình đứng trên này chắc nó không bắt được mình. À đúng rồi, hình như là vậy á. Mà sao chị lên? À chị lên rồi. Hả? Nó bắt được. Nó bắt mất miếng nào. Máu quê mồi. Sao mình vô đây nhất. Rồi mất miếng máu thứ hai rồi. Chạy lên vòng thôi. Chạy lên vòng thôi. À, trời. Mất mất hết máu rồi. Mấy bạn chết.
cũng phải chạy, càng chạy xa càng tốt. Nó hù em hoài à. Nó hù gì hoài nữa, cái gì nào. Giật cả cái mình. Đứng bên đây được không? Đứng bên đây bắt được không? Dạ, nó hù mình, chỗ này sao vậy, làm sao vậy? Không, nó chạy lên đây không được, nó không nhảy được. Có nhảy được nó chỉ hù mình ha. Thôi tôi muốn mẹ nào hết. Trời ẩm còn tối. Chị bảo tôi muốn mẹ nào hết. Đang hồi sinh mạng chị. Không có được không? Chị nhớ hồi đâu có được. Không, không nên hồi sinh từ từ á. Em cảm giác như là đó. Thôi 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 thôi, giờ chỗ ra chỗ. Trời ơi, hết rồi mà sắp nhạc này nó còn vậy. Ghê quá, nghe ghê quá. Đồ ăn đâu, đồ ăn đâu? Đâu có pizza nè. Ăn tiếp tức hả? Rồi nãy em chỉ cũng mệt quá à, ăn tiếp tức thôi. Vô hình như được mà ăn lại á chị. Chị hả? Em ăn coi. Nhưng thôi em không ăn đâu, em chừa miếng lỡ tí thôi có mắc nạn em ăn. Đố gì chị hỏi đi hả? Là ba đứa vui lắm luôn á. Em ăn xong pizza là mất luôn á. Em được nạn chưa? Em hồi phục lại nạn miếng rồi. Ui chị nạn màu vàng hả? Em vẫn còn xanh nè. Ui chị đã mất nạn đâu? Không, em thấy chị mất nạn á. Nạn nó cắn chị đó. Chung nữa rồi đó, sợ quá nha. Sao rớt biển vậy? Thôi đừng nghĩ tầm bậy. Thôi ngồi chung với bạn này em sợ quá hả? Bình tĩnh nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó kêu nó về chỗ nào. Nó kêu là về chỗ ngồi. Ủa? Nó bắt em về chỗ ngồi. Sao em hỏi anh đâu chỗ chị chỗ. Ơ, nó giết chị đúng rồi. Đi em đang chưa tiếp nè, em sợ lắm luôn. Ok, em chưa tiếp nha, đừng có bỏ cuộc. Không biết nữa. Có tóc rất là nhiều nghe mình nãy ra, trở ra nghe mình đỡ khi nhất á. Trở lại cuộc sống á. Ngoài, tại nạn. Cứ trở về chỗ ngồi, trở về chỗ ngồi nó bắt trở lại. Ê, hình như em bỏ nó sao rồi. Gì hả? Coi chừng là sắp. Nhảy á. Thôi bất tỉnh rồi nhá. Chính thức bất tỉnh rồi nhá. Bất tỉnh rồi, bất tỉnh rồi. Á, đúng không? Mất mạng quá. Ô, không sao, không sao, không sao. Anh ơi, đừng bỏ xuống. Chết đấy. Có sao không? Mọi người sao chứ? Máy bay rớt xuống biển rồi. Vậy em có những người em tại nhà em sống không vậy? Em có, em còn có mạng vàng à chị. Vậy hả? Sao nãy nó giết chị lẹ quá ta? Đúng ở đó mà chị ngay chỗ, cái chỗ mà nó phục hồi lên á thì nó chị chết liền luôn á. Ai bỏ nhạc nghe biết đầu dữ vậy. Cửa hút hồn trời. Á, sao mình không ngồi được con bạn con luôn vậy? Chị sắp chết rồi. Sao đâu em? Ủa?
Không có mặt. Em chết rồi. Rồi tan giả luôn rồi. Tan giả thật mấy khó luôn rồi. Thôi thì cũng với ba người hẹn người sau mình upgrade cho mình cái kênh nha mọi người. Bye.